Trong những năm gần đây thì streaming game đã trở thành một trong những ngành công nghiệp cực kỳ phát đạt và một loạt streamer đình đám đã xuất hiện, trở thành thần tượng của không ít bạn trẻ. Tuy nhiên cuộc sống của họ thì không hề đơn giản và sung sướng như chúng ta vẫn nghĩ. Trong video phần 1 ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những khó khăn, trải nghiệm và hành trình theo đuổi đam mê của những streamer đình đám nhất Việt Nam. Dũng CT. Trực tiếp game và streamer Dũng CT phát sóng những số đầu tiên xoay quanh các game offline nổi tiếng hoặc có gameplay bựa mang tính giải trí cao. Thời điểm thành lập và phát triển kênh cũng đúng vào giai đoạn tính năng live của Facebook vừa được phổ biến và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Ở thời điểm đó, người xem ngay lập tức nhận ra Dũng CT không phải là một game thủ quen thuộc với việc lên sóng. Những số đầu tiên, anh chàng streamer của trực tiếp game vẫn còn khá ngượng ngùng, ít tương tác với khán giả hay thậm chí có nhiều thời điểm còn dừng hẳn phần thoại, vốn là điều đại kỵ của các streamer. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian làm nóng ngắn ngủi này, Dũng CT dần dần thể hiện được cái duyên và khí chất cực kỳ thú vị của mình. Để rồi sau 3 năm đều đặn gửi đến game thủ những livestream đặc sắc, tính đến tháng 7/2019, kênh YouTube của Trực Tiếp Game hiện đã thu hút được gần 1.200.000 người đăng ký theo dõi. Khung giờ lên sóng vàng của Dũng CT rơi vào thời điểm 23 giờ mỗi ngày, có lượng người xem luôn ổn định ở con số khủng 15.000 người đang xem. Qua đó, đưa Trực Tiếp Game trở thành một trong những kênh stream game thành công nhất Việt Nam hiện tại. Dũng CT thành công nhờ những yếu tố nào? Không đi theo phong cách pha trò hoạt náo, cũng không cố gắng gò ép sắm những vai diễn khác nhau để gây chú ý cho người xem. Mỗi lần lên sóng, Dũng CT đều chỉ làm một việc duy nhất là tập trung vào tựa game và truyền tải diễn tiến trò chơi đến với game thủ theo cách hấp dẫn và sâu sắc nhất. Ngay cả những câu nói bông đùa tương tác với game thủ của Dũng CT cũng chỉ xoay quanh mục đích khiến cho trò chơi trở nên hấp dẫn, tươi mới và đến gần với game thủ hơn. Dũng CT cũng rất biết chiều người xem, nhưng chưa bao giờ anh để fan của mình có tác động đến việc chọn lựa game. Rất nhiều lần được người xem đề nghị phải chơi các game hot có cộng đồng lớn tại Việt Nam, nhưng Dũng CT từ chối thẳng và chỉ chơi những game mà mình thật sự thấy thích. Dù cho đó là các game kén người xem như The Wolf Among Us, We Happy Few, thậm chí khi được đề nghị chơi một sản phẩm có lượng người chơi lớn tại Việt Nam là Đột Kích, Dũng CT tiếu táo đáp nhanh: "Game đấy nặng lắm, cấu hình máy tôi không chơi nổi." Anh có thể thao thao bất tuyệt bình tam quốc, dành nửa tiếng đồng hồ diễn giải về Đông Trùng Hạ Thảo hoặc giảng đạo về tầm quan trọng của bằng đại học với khán giả, nhưng vẫn không lạc khỏi chủ đề của trò chơi. Quan trọng nhất, không khiến cho người xem thấy nhàm chán. Cách dẫn dắt câu chuyện của Dũng CT khiến người xem cảm nhận anh như một người anh em chiến hữu. Và đề cao sự chân thành gần gũi, cả sự tương tác của Dũng CT với khán giả cũng nói lên điều này. Nhất là khi biết được người vừa bình luận trên kênh của mình là các bạn học sinh cấp 3. Dũng CT mắng trên kênh: "Học sinh cấp 3 sau giờ này còn coi anh chơi game, đi ngủ nhanh đi em." Tuy nhiên, tình tiết nổi tiếng nhất của Dũng CT phải kể đến việc streamer này luôn luôn giấu mặt lẫn thông tin cá nhân của mình trong suốt hơn 2 năm hoạt động. Anh thậm chí còn tự trào bằng cách nhận mình là nhân viên rửa chén ở một tiệm phở tại Hà Nội. Đến tháng 7/2018, Dũng CT mới chính thức lộ mặt khi tham dự buổi khai trương của TCG Shop. Có thể anh vẫn có khuyết điểm và trực tiếp game chưa chắc sẽ duy trì được thành công hiện tại trong tương lai. Nhưng trường hợp của Dũng CT là cơ hội tốt để game thủ Việt Nam có thể so sánh đối chiếu, có cái nhìn đa chiều hơn về bức tranh toàn cảnh streamer Việt, vốn nhiều khả năng sẽ càng trở nên hỗn loạn trong tương lai không xa. Virus. Virus tên thật là Đặng Tiến Hoàng, anh là một trong những streamer có lượng fan và người theo dõi đông đảo nhất Việt Nam. Hiện kênh stream của anh trên YouTube đang có hơn 2,4 triệu lượt đăng ký và các video livestream của kênh Virus thường lên tới hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Virus được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Nhờ năng khiếu và sự định hướng của gia đình, anh nhận được học bổng âm nhạc tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian Virus đang ở nước ngoài thì gia đình xảy ra biến cố lớn dẫn đến mất hết tài sản và phải bán nhà. Thời điểm đó thì Virus phải ngủ ở công viên gần một tháng trời. Sau đó, ngày đi làm kiếm tiền, đêm lang thang ở các khu chợ, những nơi phức tạp trong xã hội để kiếm chỗ ngủ. Trong một lần tâm sự, Hoàng chia sẻ rằng anh và bố mẹ không có nhiều tình cảm, thay vào đó là ông bà ngoại, những người đã thay bố mẹ chăm sóc, nuôi nấng cho anh. Kể từ ngày vào Nam sinh sống, làm việc, Virus cũng đã trải qua gần chục cái Tết một mình, không có người thân bên cạnh. Virus sau đó đã bắt đầu chơi game chuyên nghiệp. Anh từng chinh chiến cho rất nhiều đội tuyển mạnh như là Hà Nội Dragon, đội trưởng, Saison. Anh cũng là một trong những game thủ có ảnh hưởng lớn nhất tới cộng đồng Liên minh Huyền Thoại. Sau khi từ bỏ sự nghiệp game thủ,
Virus theo đuổi niềm đam mê với công việc streamer và caster bình luận các trận đấu Liên minh Huyền Thoại. Kinh nghiệm, kỹ năng, sự am hiểu tường tận về Liên minh Huyền Thoại cùng với khiếu hài hước đã khiến Virus được nhiều bạn trẻ yêu mến. Hiện tại, anh chàng cũng thường xuyên stream những tựa game khác như PUBG và các chương trình trải nghiệm ẩm thực, tâm sự. Chuyện tình yêu trắc trở. Bên cạnh những dấu ấn với vai trò game thủ và streamer, Virus còn hấp dẫn cộng đồng fan hâm mộ bởi những cuộc tình đầy màu ngôn tình mà anh chàng đã trải qua. Anh từng có một mối tình 2 năm như trong mơ với hot girl làng game là Linh Bu. Đôi trai tài gái sắc này thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện cùng nhau. Trên Facebook cũng ngập tràn những dòng trạng thái tình cảm. Nhưng cái kết thì không đẹp như mọi người mong đợi. Đến giữa năm 2015, Hoàng Virus quay trở lại với sự nghiệp streaming. Nhưng không chỉ dừng lại ở Liên minh Huyền Thoại, mà còn có cả Dota 2, Truy Kích, Củ Hành. Anh chàng không đơn độc, mà bên cạnh đó còn xuất hiện một bóng hồng xinh đẹp và tài năng, Ngân Huỳnh, Ngân Sát Thủ. Tuy nhiên, chính Virus cũng từng tiết lộ anh là người cuồng công việc, tình yêu thì cũng chỉ là một thứ gia vị cho cuộc sống mà thôi. Trên con đường nghệ thuật thì Virus liên tục gặt hái được rất nhiều thành công. Anh kết hợp cùng với Justati và Phương Ly cho ra mắt MV Thằng Điên, nhanh chóng thu hút được 100 triệu lượt xem. Và tiếp nối thành công đó thì anh kết hợp cùng với Jason cho ra mắt MV Giá Như Em Nhìn Lại, cũng nhận được những phản ứng tích cực từ phía khán giả. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm, chuyên tổng hợp những video về doanh nhân. Và thông tin chi tiết thì hãy xem bên dưới phần comment nhé các bạn. Piu Piu. Piu Piu tên thật là Hoàng Văn Khoa, quê gốc ở Hải Phòng, hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. 7 năm về trước, streamer Piu Piu khi đang là sinh viên đang du học tại Úc đã từ bỏ một tương lai sáng lạn để theo đuổi đam mê của mình. Piu Piu quyết định trở về Việt Nam trở thành một bình luận game chuyên nghiệp. Ban đầu anh là caster streamer Dota 2, tổ chức những trận đấu hấp dẫn cho cộng đồng Dota 2 thông qua Piu Piu Studio. Sau đó anh còn chuyển sang Liên minh Huyền Thoại PlayerUnknown's Battleground và tổ chức talk show để chia sẻ về tình cảm, sự việc nóng hổi. Nhờ vào ngoại hình điển trai hoặc ngôn hài hước mà các buổi livestream của anh đều thu hút rất nhiều bạn trẻ. Hiện tại kênh YouTube của anh có 3,2 triệu người theo dõi tính đến tháng 7/2019. Ngoài kênh cá nhân, anh còn nhận hợp đồng quảng cáo làm VJ và là khách mời của các chương trình truyền hình. Để chạm được đến đỉnh cao của vinh quang như ngày hôm nay, Piu Piu đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, từ sự thất vọng của bố mẹ vì anh đã từ bỏ con đường đại học, vẻ ngoài tuần toàn và cuộc tình kéo dài 10 năm chấm dứt vì anh chú tâm vào công việc mà không có thời gian cho người yêu. Công việc streamer tiêu tốn rất nhiều thời gian, đồng thời chuyện kinh doanh và những dự định ấp ủ bấy lâu khiến Piu Piu gần đây, tháng 7/2019, thông báo rằng anh sẽ dừng việc stream của mình lại. Tuy nhiên, anh chàng này vẫn đang sở hữu hai đội tuyển PUBG hàng đầu Việt Nam. Thế nên, Piu Piu có thể vẫn sẽ tập trung vào eSports và đặc biệt là PUBG. Công khai hẹn hò. Nằm trong top những hot streamer YouTuber đình đám ở Việt Nam, Piu Piu là anh chàng vô cùng quen mặt với giới trẻ và báo chí. Sau những lần được fan tích cực đẩy thuyền với Misty hay hot girl Trâm Anh, chàng streamer vẫn lẻ bóng một mình. Trong khoảng tháng 3, tháng 4 vừa qua, Piu Piu nhận về không ít những biến cố, từ chuyện kinh doanh tiệm bánh mì bị chê là bán giá đắt, đến việc không làm gì cũng bị réo tên vì scandal lộ clip nóng của Trâm Anh, rồi sau đó là tuyên bố tạm ngừng streamer với cường độ cao để sống một cuộc sống bình thường và tìm kiếm cơ hội quen bạn gái. Và thực tế, Piu Piu đã tìm được người ấy cho mình. Được biết, cả hai tìm hiểu nhau từ ngày 6/4/2019 và đến 17/5/2019, hot streamer công khai chuyển tình trạng trên Facebook cá nhân sang chế độ hẹn hò với cô nàng Hồng Nhật. Mới đây nhất, tại đám cưới của hot streamer YouTuber Chris Van cùng với Mai Quỳnh Anh, Piu Piu đã khoe khéo bạn gái của mình tại bữa tiệc. Hy vọng rằng cặp đôi sẽ tiến còn xa hơn nữa và tình cảm thì cứ ngày càng nhiều thêm. Chris Devil Gamer. Chris Devil Gamer tên thật là Chris Van, sinh năm 1993 tại Kiên Giang. Anh bắt đầu sự nghiệp YouTuber vào năm 2014. Thông qua việc stream phát trực tiếp các tựa game nổi tiếng, Chris gây ấn tượng với người hâm mộ bởi sự hài hước và gương mặt được phong là thánh biểu cảm. Chris Van từng lọt top 100 YouTuber có sức ảnh hưởng nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sau hơn 5 năm hoạt động, kênh YouTube Chris Devil Gamer đã có hơn 7 triệu subscriber với hơn 1 tỷ lượt xem cho tất cả các video của mình. YouTuber một năm trời có 100 người đăng ký kiếm được 100 đô. PewDiePie, anh chàng streamer hiện có hơn 99 triệu người subscriber trên YouTube, là nguồn cảm hứng để Chris Van bắt tay vào thực hiện những video đầu tiên của mình cách đây khoảng 5 năm. Lúc này thì Chris Van đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh
của Dermot. Đây là nơi anh chàng định hướng sẽ đi du học rồi tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của ba mình. Yêu thích máy tính, Chris Van tự mày mò các phần mềm quay và dựng phim để cho ra đời video đầu tiên với nội dung là chơi và bình luận một game kinh dị. Video này được bạn bè truyền tay nhau và chiếu cả lên máy chiếu ở lớp học trong giờ nghỉ để xem và tạo động lực để anh chàng lập nên kênh YouTube Chris Double Gamer. Ngay từ đầu, Chris đã định hướng kênh của mình sẽ đi theo hướng review các tựa game mới mẻ, thú vị và cả game kinh dị. YouTuber nghe thì có vẻ chanh xả lắm, nhưng mà thực tế thì ròng rã một năm trời, kênh YouTube của Chris Van có được 100 subscriber, bao gồm cả bạn bè và người thân. Mọi thứ chỉ bắt đầu khá hơn vào năm 2 khi con số này được lên 10.000 subs và 100.000 subscriber, rồi 1 triệu subscriber vào những năm tiếp theo. Khi đã có một số lượng người theo dõi khủng, số tiền mà Chris kiếm được từ YouTube cũng tăng dần. Dẫu vậy, anh chàng không thể quên được những ngày đầu khi cả năm trời, số tiền kiếm được từ YouTube là vỏn vẹn 100 đô. Với thu nhập ít ỏi đó, anh chàng vẫn kiên nhẫn, nỗ lực với từng video của mình để đến hôm nay đã hái được quả ngọt. Thiếu gia ở nhà biệt thự từng đi trong xe, không đủ tiền ăn hủ tiếu gõ. Sau clip thăm nhà của Chris Devil Gamer gây bão cách đây hơn một năm trên YouTube, rất nhiều lời đồn đoán về gia thế khủng của anh chàng đã xuất hiện. Đơn giản vì trong clip này, nhà của Chris nguy nga lộng lẫy chẳng khác gì một tòa lâu đài hay biệt thự sang chảnh. Ba mình giàu, Chris thẳng thắn khẳng định, nhưng anh chàng cũng nói thêm, nhưng đó là tiền của ba, không phải là tiền của mình. Được biết, ba Chris Van làm việc trong lĩnh vực cảnh quan đô thị và có công ty riêng. Tuy nhiên, không giống như suy nghĩ của mọi người, Chris không sinh ra từ vạch đích và cũng không có cuộc sống ngồi mát ăn bát vàng. Chris tâm sự rằng, ba mình từ Kiên Giang lên Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng, phải ở trong khu ổ chuột, sau đó mọi thứ khá khẩm hơn, thì năm lớp 6 gia đình mình phá sản. Từ một thằng công tử chỉ biết ăn với học, mình phải theo ba đến sống trong một khu lao động nghèo ở quận 8, rồi ba nỗ lực làm việc và xây dựng lại từ đầu. Nhưng cũng không chỉ một lần đâu, nhà mình từng phá sản 3 lần, nhưng mà rồi ba cũng kiếm lại được. Trải qua nhiều sóng gió, lên voi xuống chó đủ cả, nên từ nhỏ, Chris Van đã rèn luyện cho mình sự độc lập và tự chủ. Từ khi vào đại học, mình chỉ xin ba tiền đóng học phí, còn lại mình tự lo. Chris bảo nói ra nhiều người không tin, nhưng anh chàng đã từng làm những công việc giữ xe tại quán cà phê có tên là Bất Ổn cách đây 3 năm, trong những ngày lăn lộn cùng Pháp TV đi quay phim. Đôi khi mình còn không đủ tiền mua tô hủ tiếu gõ, ăn ổ bánh mì cũng phải dè sẻn. Ba mình nhiều lần đề nghị sẽ hỗ trợ tiền để mình phát triển, nhưng mình đã từ chối. Sóng gió bao nhiêu lần ba vẫn vực dậy được gia đình, thì tại sao con trai ổng không thể tự mình gây dựng sự nghiệp? Chris nghĩ thế và cố gắng tự bước đi. Hiện tại anh chàng có thể tự hào rằng tất cả những gì mình có hiện nay đều là tự tay mình làm ra. Hoạt ngôn trên YouTube nhưng lại chẳng thể nói nổi một lời tỏ tình. Cái đứa lắm miệng và nói nhiều nhất trên cuộc đời này là đứa cứng họng khi tỏ tình. Chris ngại ngùng tâm sự khi được hỏi về chuyện tình cảm của mình với hot girl Pháp TV Mai Quỳnh Anh. Thế nên người ngỏ lời trước lại là Quỳnh Anh. Cô nàng này bật đèn xanh, Chris thích Quỳnh Anh hả? Thế là Chris chỉ việc tiến tới mà thôi. Được biết, cặp đôi này quen nhau khi cùng nhau quay phim chung cho các dự án của Pháp TV. Quỳnh Anh chính là kiểu con gái bé bé xinh xinh mà anh chàng mê như điếu đổ. Dù lúc đó Quỳnh Anh có khá nhiều vệ tinh vây quanh, nhưng bằng sự chân thành và một chút lãng mạn, Chris đã khiến cô nàng này phải rung rinh. Sự đồng hành của Mai Quỳnh Anh cũng là động lực để Chris vượt qua những khó khăn và áp lực trong công việc. Mỗi ngày suy nghĩ ăn gì thôi chắc nhiều người đã mệt, mà mình phải suy nghĩ nội dung cho 7 triệu người xem thì rất áp lực. Rất nhiều YouTuber trên thế giới đã tự tử vì không chịu nổi áp lực. Vậy nên mình luôn động viên bản thân cố gắng làm những thứ vui vẻ để cho đi và nhận lại những nguồn năng lượng tích cực. Chuyện gì đến cũng sẽ đến sau những lần hợp tác cùng nhau trong nhiều tựa game với những lần khẩu chiến khiến dân mạng cười té ghế. Cặp đôi cũng đã về chung một nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của người hâm mộ. Ngày trọng đại của cặp đôi được tổ chức tại Phú Yên, quê nhà của cô dâu, và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 2019. Anh chàng gamer thiếu gia này đã khiến cho không ít chàng trai phải ghen tị khi được chơi game mình thích cùng cô gái mình yêu rồi kết thành vợ chồng. Điều này tưởng chừng chỉ có trên màn ảnh, nhưng cuối cùng đây đã là câu chuyện có thật ngoài đời. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm nhiều video mới để ủng hộ nhóm nhé.